Đấy. Một cây tùng cối mà mới trồng rất đẹp. Cây rất đẹp. Nhưng mà có vẻ đang bị bỏ hoang, chưa được chăm chút cho lắm. Đây là cũng có tiền đấy. Già thì khỏi phải bàn rồi. Nhìn cái da nó có biết nó bắt già. Chỗ cũng được. Đây có một con nữa. Đây có một con nữa. Hơi vướng không quay được. Rất nhiều củng cố đẹp. Chỗ này hàng là toàn hàng đắt thôi các bạn. Tôi quay người ta để nó khá là dày, nó thấy rất khó nhìn các bác. Chưa bác mà trực tiếp đây thì nhìn nó đẹp. Máy mê kinh. Dày, chi dầm dày. Quá kinh. Xanh quê cái bóng rồi bịt mạnh bắt nước ở 30.000 xanh quê ngọn. Tôi định lấy cái này nhưng mà ông này ông lấy mất thôi. Xanh có 4 con xanh. Kết thúc video với cái tùng mưa có quá. Quay lại về để xem tham khảo. Đấy, cây mộc mai đẹp quá. Khuôn viên của một cửa hàng chuyên bán chậu tàu nhưng mà có một số cây đẹp quá. Tiên là cái hồ mộc mai, các bạn nhìn nhé, nó có một số cây này. Toàn bộ là chậu tàu, những cái chậu mà ví dụ như cái này. Nhỏ nhỏ như cái này đã 4-5 lít rồi. Rất nhỏ thôi. Đấy. Đây là cái hồ của mơ này. Đây mà 1,5 triệu cái này. Có 2-7 lắm chị lại ạ. Xuống không thể xuống được. Rồi em cái loa của Đồng Huy ấy. Em lên hát cái bài đấy. Hát không phải tối nữa. Tối lại lên. Lên nhá. Đây là cối ổi bay. Tối lên em ạ. Bay. Bay theo kiểu pháp độc. Nghệ thuật. Chọn gốm.
sinh quê. Món đã. Ở ngoài chợ thì cây này thì nhìn bình thường, và đây có cái chỗ tàu và nhìn khác khác. Không phải là sao, nhưng mà mặc là mặc là khác đi. Trời ơi, hạnh nhận lắm. Đâu cùng nhau. Bác trời dây ra. Tao mua trước, việc gì phải vứt. Mày mua sau mày vứt đi. Đi lắc là sao? Tao là tao mua trước. Mày vứt đi. Chưa được kỹ lắm nhưng mà ngon à, đang bảo là 25 triệu các bạn, nhìn xa nhé, gốc nó to hơn cả đùi đùi tôi. Xa thì mới quay được hết, to lắm. Cây đẹp thì có giá nó quá, 25 triệu cây này. Có cành buồm điệu nghệ thuật đấy, nhưng mình làm rất là lâu rồi. Có cái ngọn thì nó hơi mới, ngọn mới, ngọn thì đang mới. Đây, các bác nhìn chi dầm nó dày, người ta mới cắt những cái dầm nhỏ đi. Bệ thì thân thì lực rồi, nhưng bệ thì có vẻ hơi kém. Nói chung là được, tôi thích. Thích cái sự khỏe khoắn này. Cao chỉ tầm là hơn mét thì quá, tán cũng tầm hơn mét. Rất điệu nghệ, nhưng mà có vẻ để khô mất mấy cành, hơi tiếc. Vào dây để khô mất mấy cành. Quả này là quả nhà Nhật khủng ghê, nhà Nhật. Nhà Nhật chưa thấy ai làm thế bao giờ. Mẹ nhìn thấy. Đấy. Nhà Nhật nha. Hơi vướng hơi khó quay. Hơi to thì các bạn nhìn cái hơi rành rành nó cái nhà Nhật. Bây giờ người ta đang rất chuộng chơi trang hoặc là chơi mẫu đơn. Cây này cao khoảng độ 1m8, 1m8, 2m. Đang nói là hình tháp đơn giản này, nhưng đang nói là 18 triệu đấy con. Cây bây giờ khá có giá. Gốc gác thì cũng không đặc biệt lắm, 18 triệu.
cây khế, khế cổ, cây khế. Cây khế tầm 3 mét. Tay tán cũng đã làm nhưng mà chưa làm kỹ. Tán rất là to nên khó quay. Quay kỹ cái bộ bệ dễ gốc nó. Bằng một thân người thanh niên. Gốc cái thân ấy. Thường gốc này thì đường kính gần 2 mét. À đâu? Đúng không? Đường kính. À, tôi chưa nói với các bác, tôi vừa mới đi lang thang thấy cây nguyệt quế này. Thì mua về để làm nhưng mà cứ mỗi lần ra chợ này thì cũng gầy đấy. Thấy cây là mua, cây đắt thì tiền thì không có tiền mua nhưng mà cũng cây mà mình thấy nó ổn, có thể làm được là mình lấy. Tí nữa về trồng cho bác xem nhé. Quay lại cái cần thăng này tí nào. Không phải là biên chợ nhưng mà ở đây không hợp khá đâu, có người mua người bán. À, rất nhiều khu hoa cây cảnh nhưng mà tôi không quay, tôi chỉ thích quay bonsai thôi. Đấy,